Linh xin chân ạ, kính mời ông đến lên dự và tham luận với mình. Xin kính mời ông Nguyệt ạ. Các bà đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện các phòng, ban ngành và Trung tâm Phát triển Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội. Kính thưa các vị đại biểu, lãnh đạo các viện nghiên cứu nông nghiệp, viện rau củ quả, các vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, các xã, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và các đại biểu nông dân tiêu biểu được thay mặt cho đồng bào trên địa bàn huyện Lạc Tinh và các hộ dân tiêu biểu của xã Đông La, huyện Hoài Đức về dự với hội nghị. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới các vị lãnh đạo, các vị biểu khách quý cùng toàn thể hội nghị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị, từ xa xưa cha ông làng Lạc Tinh chúng tôi đã để lại cho các thế hệ con cháu giống bưởi đường quý lấy tên bưởi đường Lạc Tinh. Cây bưởi tổ hiện nay còn đã 100 năm tuổi. Những năm vừa qua được các chuyên gia về lĩnh vực cây ăn quả, các cán bộ khoa học trường đại học nông nghiệp xác định nguồn gen và nguồn gốc xuất xứ. Phòng kinh tế huyện Hoài Đức, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố tạo điều kiện hướng dẫn giúp đỡ giống bưởi đường Lạc Tinh được đánh giá là bưởi có độ đường vượt trội so với số giống bưởi ngọt trên địa bàn thành phố. Bưởi gừng Lạc Tinh tôm vàng ráo muối thu hoạch vào tháng 11 và bảo quản đến tháng 4 năm sau. Chất lượng vẫn đảm bảo. Khách mua bưởi gừng Lạc Tinh làm quà biếu và sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ yếu khách mua tại vườn, ít phải bán ở chợ. Bưởi Lạc Tinh cây to, cao, tán rộng. Nhiều nhất có cây tới 700 quả. Năm 2023 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định chỉ dẫn địa lý và cũng là chỉ dẫn địa lý đầu tiên về giống bưởi của Hà Nội. Do cây cao nên lại ở bưởi, do thời tiết cơn bão số 3 vừa qua bưởi Lạc Tinh bị thiệt hại rụng nhiều hơn các giống bưởi khác. Đến thời điểm này không có bưởi để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Kính thưa toàn thể hội nghị, bưởi gừng Lạc Tinh quý là vậy nhưng hiện nay địa phương chúng tôi gặp một số khó khăn trong việc mở rộng diện tích đường vành đai 4 chạy qua cắt ngang làng tôi, 91 hộ dân phải di chuyển và tận đất tái định cư. Hai nghĩa trang cổ của nhân dân phải di rời chuyển 1.000 ngôi mộ và quy hoạch trang mới với diện tích là 13.000 m2. Các hương người trong làng do gần đây đô thị hóa nên phải bỏ để suy dựng để cho thu nhập cao hơn. Để giữ gìn và bảo quản, bảo tồn giống bưởi truyền thống, nông dân làng Lạc Tinh chúng tôi mong muốn được các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện, tạo quỹ đất quy hoạch vùng bưởi đặc sản, hỗ trợ hơn nữa các biện pháp kỹ thuật, tập huấn định kỳ cho các hộ nông dân nâng cao kiến thức chăm sóc bưởi và có năng suất và chất lượng cao hơn, để Lạc Tinh trở thành một điểm đến tin cậy của người dân trước ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Kính thưa các vị lãnh đạo Sở Nông nghiệp Hà Nội cùng các đại biểu về dự hội nghị, được ban tổ chức cho tôi được phát biểu ý kiến thay mặt hội đồng quản trị hợp tác xã.
các đại biểu tiêu biểu cảm ơn từng ban tổ chức hội nghị, chúc quý vị lãnh đạo, quý đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc hội nghị thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Đại diện cho hợp tác xã Lan Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức. Thật sự ra thì có thể là trong cái thời gian quá ngắn, còn làm thì nhiều khi người dân cũng bà con gần như là chúng ta làm thì rất là tốt. Nhưng khi trình bày trước đám đông là có thể là có lẽ là thời gian ngắn quá không biết nói gì. Thực ra thì thưa với bà con, thưa với các thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các quý vị đại biểu. Để nói rõ hơn thì ở thôn Lan Tinh của huyện Hoài Đức ạ, thì có khi mà công nhận cái chỉ dẫn địa lý này là có 1.360 cây bưởi, và cây thường là cây cổ thụ trồng trong hộ dân, cây rất là cao 7-8 mét cơ, và cây có thể có hàng 700 quả đến là và có thể còn hơn. Và bưởi Lan Tinh thì có thể là cái là một trong những giống bưởi rất là quý, có thể bảo quản đến tận tháng 4, tháng 5 sang năm. Đấy ạ, với cái truyền thống vẫn giữ được độ ngọt, độ bích ạ. Xung quanh là câu chuyện là khoảng 15, 16. Và người ốm, và theo câu chuyện là dân gian ạ, người ốm khi ăn lại một quả bưởi, một hai quả bưởi là nó tỉnh người luôn và có sức khỏe rất tốt. Thì đây là một cái câu chuyện là có nghĩa là bưởi Lan Tinh. Và thường là cái bưởi Lan Tinh ạ, có thể bà con ở thôn Đông La của xã Hoài Đức có bạn ở đây không ạ? Có ạ, vâng. Thì thưa với bà con, có thể nếu mà câu chuyện thì có nghĩa là tôi cũng không thể nói được hết. Nhưng phải thành quả bà con chăm sóc và có những giống quý như vậy là sự chắc chiêu và cũng là trời ban. Đấy. Và giá bưởi của bưởi Lan Tinh thì xung quanh là từ xung quanh 30, 35 và đang hướng phát triển lên là phải 50.000 một quả. Đấy ạ, đấy là một câu chuyện cạnh bưởi rất quý và bảo quản rất tốt, có cái túi tinh dầu và có cái thời gian bảo quản dài nhất trong tất cả các loại bưởi của Hà Nội đến tại thời điểm bây giờ. Đây là một đặc tính rất quý. Và tuy nhiên thì có cái tính đặc tính của đây là gì ạ? Chỉ trồng được ở trong hộ gia đình và trong đồng thôi ạ. Trồng ngoài bã chất lượng sẽ kém, mà trồng đi vùng khác thì lại cũng không trồng được. Cái độ brick rất thấp, xung quanh chỉ đến 10, ăn rất là nhạt. Đây là một cái tính đặc thù đặc biệt của bưởi Lan Tinh, nên tại sao mà nó quý như vậy? Thế thưa với cả quý vị đại biểu, thực ra thì muốn làm qua mắt huyền nó thì câu chuyện đó nó sẽ mô tả được kỹ hơn, nhưng tuy nhiên chó chắc là trong một thời gian ngắn nên cũng chia sẻ thông tin để các quý vị đại biểu nắm được về giống bưởi quý của Hà Nội nói chung và đặc biệt với Hoài Đức cũng như là thôn Lan Tinh nói riêng. Đây là giống bưởi rất quý. Đề nghị là hội nghị cho một tràng pháo tay chúc mừng thôn Lan Tinh cũng như là xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, phó giám đốc sở, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, để làm hiểu rõ hơn và trong những năm qua chúng ta có những hợp tác xã rất tiên phong để vấn đề tổ chức các cái chuỗi liên kết gắn với du lịch sinh thái và phát triển hữu cơ. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đăng Long, phó giám đốc hợp tác xã Yên Sở, là một trong những hợp tác xã điển hình về triển khai chuỗi giá trị của sản xuất bưởi. Xin kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Hà Nội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới các vị đại biểu, sức khỏe hạnh phúc và thành đạt, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa hội nghị, sau đây tôi xin được tham luận về mô hình thâm canh nông nghiệp theo hướng hữu cơ
Kính thưa các vị đại biểu, xã Ít Giọt chúng tôi có diện tích đất tự nhiên là hơn 500 hectare, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hiện nay là 298 hectare, trong đó đất trồng lúa 15 hectare, còn lại là cây trồng, cây quả và các loại cây như hoa, rau, cây cảnh, trong đó bưởi chiếm khoảng 70 hectare và ổi 55 hectare. Trong những năm qua, xã Ít Giọt huyện Hoài Đức được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, trực tiếp là Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ít Giọt, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Ít Giọt đã triển khai tới thành viên hợp tác xã thực hiện các mô hình thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn về GAP, GROGRAP, hữu cơ và đăng ký cấp mã số vùng trồng. Đây là những bước tiến để xã Ít Giọt huyện Hoài Đức hướng tới xây dựng và bưởi Ít Giọt trở thành sản phẩm chủ lực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm hữu cơ. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Ít Giọt có gần 70 hectare bưởi, trong đó có bưởi diễn tố vàng, bưởi đường đỏ Ít Giọt, tập trung nhiều ở thôn 8 và thôn 9. Riêng thôn 8 có diện tích tập trung bưởi là 15 hectare, cho sản lượng hàng năm khoảng 500 tấn, mỗi năm cho thu nhập khoảng 3-40 triệu đồng trên sào, tùy theo chất lượng quả và kiểu cây. Hàng năm, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Viện Rau củ quả Gia Lâm, Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức mở các lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh bưởi an toàn cho nông dân cơ sở. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến năm 2024, Hợp tác xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thực hiện các mô hình thâm canh bưởi theo hướng hữu cơ trên diện tích 3,2 hectare tại thôn 8, thâm canh bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và RoboGáp trên diện tích 10 hectare. Các hộ tham gia mô hình được tập huấn hướng dẫn cụ thể và kỹ thuật quy trình chăm sóc bưởi, được hỗ trợ 50% chi phí phân bón hữu cơ, túi bảo quản. Việc thực hiện tham gia mô hình chăm sóc bưởi hữu cơ, các hộ cho biết hiệu quả trông thấy công lao động thì giảm chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật, cây phát triển khỏe hơn, vườn sạch, cây được quả nhiều, kháng sâu bệnh tốt, cho năng suất ổn định hơn, và chất lượng quả ngày càng thơm ngon, giá trị sản phẩm bưởi hữu cơ được nâng cao so với canh tác truyền thống từ 10-15%. Mô hình bưởi hữu cơ của Việt Gáp và Đông Bắc Gáp của xã Ít Giọt đã được các cơ quan có thẩm quyền tổ chức nhiều đợt kiểm tra, đánh giá, ghi nhận hiệu quả của các mô hình và đánh giá đủ tiêu chí an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho người nông dân trực tiếp trồng bưởi, tạo ra quả bưởi an toàn, thơm ngon để phục vụ người tiêu dùng, hướng tới xuất khẩu quả bưởi Ít Giọt, và đã liên kết tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp, hợp tác xã bưởi Quế Dương, các thương lái cùng nhiều lần tham quan trải nghiệm. Hợp tác xã đã khuyến khích các hộ dân mở rộng diện tích sản xuất bưởi hữu cơ, đã phối hợp với đơn vị chức năng hoàn thiện thủ tục cấp mã số vùng trồng cho 13,4 hectare bưởi ở thôn 8 và gắn biển cho vùng trồng, kết hợp và minh bạch các thông tin như điểm kiểm soát, tên, mã số, người quản lý, số hộ nông dân trồng, tích hợp mã QR giúp khách hàng dễ xác định được xuất xứ, nguồn gốc của bưởi cơ sở. Quyết tâm xây dựng sản phẩm bưởi Ít Giọt đạt ô cốp 3 sao, 4 sao. Từ đó phát triển hướng nông nghiệp sinh thái bền vững, chú trọng đến sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, kinh tế, xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trong nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Liên kết mô hình giáo dục trải nghiệm, du lịch sinh thái, nông nghiệp kết hợp với các hoạt động thương mại dịch vụ, phát triển các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập ổn định cho người nông dân, góp phần cùng đảng chính quyền trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, là nền tảng duy trì xã nông thôn mới kiểu mẫu, tạo tiền lệ để xã Ít Giọt trở thành phường, huyện Hoài Đức trở thành quận. Kính thưa các vị đại biểu, trong những năm tới, xã Ít Giọt chúng tôi mong muốn các cấp các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa để xã Ít Giọt chúng tôi được mở rộng thêm các cái mô hình sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ. Trước khi nhận lời, thay mặt hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Ít Giọt huyện Hoài Đức, các hộ tham gia mô hình xin chân thành cảm ơn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội, Trung tâm Phát triển
triển nông nghiệp, Viện nghiên cứu rau củ quả Gia Lâm, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Phòng kinh tế huyện Hoài Đức, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Đức đã giúp đỡ hợp tác xã dịch vụ cơ sở tham gia mô hình trong những năm qua. Xin trân trọng cảm ơn. Hết sức ngắn gọn nhưng rất rõ mục tiêu và tổng quát của toàn bộ quá trình, chúng ta thấy rằng là có nghĩa là ở các xã liên sở thì cũng đã gần như là tổ chức một cách đồng bộ và toàn diện, có sự vào cuộc của chính quyền, từ lãnh đạo, từ đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và người dân một cách đồng bộ, sau đó gắn với các ban ngành, nên chính vì vậy mà yên sở đang là một cái điểm rất sáng và nhiều diện tích hữu cơ nhất ở trên địa bàn Hà Nội, và làm các cái chuỗi để kết hợp với du lịch sinh thái. Báo cáo với các quý vị bà con thì thật sự về Yên Sở chúng ta thấy vườn bưởi đáng để sống, đáng để làm, tại vì môi trường sinh thái cảnh quan rất sạch đẹp. Nếu có điều kiện xin mời các đồng chí đại diện các phòng kinh tế, để đồng chí Kiên là trưởng phòng kinh tế được tiếp và đến nghề Yên Sở để chúng ta học tập, tại vì ở đấy bà con cắt tỉa và trình độ sản xuất rất tuyệt vời. Đây là một trong những cái trong cái có nghĩa là qua cái thời gian chỉ đạo thì tôi thấy rằng là câu chuyện Yên Sở, cái người dân Yên Sở có ở đây không ạ? Có. Rồi ạ, đề nghị hội nghị trong một tràng vỗ tay chúc mừng Yên Sở ạ. Xin trân trọng cảm ơn.